Em xin chào anh chị, em là tư vấn bán hàng bên đại lý Hyundai Bắc Ninh. Hôm nay ở showroom em đây là chiếc Hyundai Accent phiên bản đặc biệt. Thì hôm nay trong phần review này em xin giới thiệu đến anh chị là những phiên bản của Accent và hình thức mua xe trả góp. Đó. Thì hiện tại Hyundai Accent được phân phối tại thị trường Việt Nam với 4 phiên bản, đó là phiên bản số sàn, bản bay có giá niêm yết là 426 triệu. Số sàn bán đủ là 475 triệu. Số tự động bản thường giá niêm yết là 504 triệu. Và trước mặt anh chị đây là Accent bản đặc biệt có giá niêm yết là 545 triệu. Thì Accent được ưa chuộng trong thời gian gần đây, năm 2020, 2021, 2022 thì chiếc xe gần như là dẫn ngôi đầu trong phân khúc sedan hạng B và rất được khách hàng ưa chuộng bởi vẻ ngoài cá tính, thiết kế hiện đại, thể thao và những công nghệ vượt trội trong phân khúc. Đó. Thì với hình thức mua xe trả góp thì cái số tiền tối đa mà anh chị có thể vay trả góp đó là 80% giá trị xe. Em lấy ví dụ như chiếc xe có giá niêm yết, giá bán là 500 triệu thì anh chị chỉ cần 100 triệu đóng đối ứng vào, và tiền thuế của xe thì loanh quanh khoảng hơn 50 triệu, và tiền đăng ký đăng kiểm bảo hiểm thì nó rơi vào tầm độ khoảng hơn 10 triệu, 15 triệu. Thì ví dụ anh chị có khoảng 170 triệu thì mình đã có thể là lăn bánh được những chiếc xe Accent này rồi. Thì chính sách giá nó sẽ thay đổi theo hàng tháng, thì anh chị có quan tâm đến chiếc xe này thì vui lòng liên hệ với em để số thông tin, số điện thoại ở trên màn hình thì em có thể báo giá chi tiết từng thời điểm cho quý anh chị. Và cái lãi suất thì hiện tại thị trường đang dao động với lãi suất từ khoảng 0.7 đến khoảng 0.9% trên một tháng. Và cái thời gian vay của anh chị với 80% giá trị xe thì anh chị có thể vay tối đa là 80% giá trị xe, và thời gian vay tối đa là 8 năm. Thì cái mức mà em đưa ra thì có thể là anh chị có thể vay thời gian ngắn hơn hoặc là vay về số tiền ít hơn, nhưng mà tối đa sẽ là được 8 năm và 80% giá trị xe. Thì hình thức trả hàng tháng thì anh chị có thể trả tiền gốc là cố định và lãi thì là thay đổi, lãi sẽ giảm dần theo cái dư nợ anh chị còn đọng lại. Đó. Đó, anh em và anh chị xem qua một lượt, xem qua vòng quanh chiếc xe này. Đó. Những cái tính năng vượt trội của Accent trong phân khúc xe hạng B thì đó là hệ thống đèn chiếu góc khi mà hỗ trợ vào cua cho anh chị. Đó, hệ thống gạt mưa tự động, rồi cửa sổ nóc, cửa sổ trời, hệ thống đèn nổ từ xa và hệ thống mở cốp thông minh khi mà chìa khóa đứng cạnh cốp xe, đặt cạnh cốp xe khi mà anh chị mang chìa khóa đứng cạnh cốp xe khoảng 30 cm và đứng đó 3 giây là mình có thể cài đặt chức năng là chiếc xe đã được mở cốp rồi. Và thêm nữa là cửa gió điều hòa ghế sau thì giúp là anh chị làm mát chiếc xe nhanh hơn. Và thì em xin phép là kết thúc video tại đây. Anh chị có quan tâm về xe Accent và hình thức mua xe thì có thể liên hệ với em ở số điện thoại em để trên màn hình. Thì em xin cảm ơn anh chị đã quan tâm và ủng hộ em và channel Hùng Xe Hơi. Xin hẹn gặp lại anh chị trong những video tiếp theo. Em xin chào.